Vâng, cảm ơn. Xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong buổi sáng hôm nay em trân trọng được review cũng như là quảng bá những sản phẩm hàng về phục vụ các bác anh em. Thực ra hôm nay trong những sản phẩm hàng về thì có những sản phẩm em đã bán cách đây cả nửa tháng rồi, nhưng đến ngày hôm nay mới review cho anh em. Vì thời lượng như mấy tháng này về em về rất nhiều hàng bãi, và có những hàng bãi mà em còn chưa review cho các bác được, những sản phẩm như lọc bãi hay sản phẩm loa bãi như vậy. Thì báo cáo bác hôm nay thì tiện đây hàng về của dòng DB cũng khá là nhiều. Thì là khá nhiều là khủng luôn bác nhá. Hiếm có những đơn vị lẻ nào mà em nhập nhiều như này, như bên đơn vị Hiếu Minh Auto. Và hôm nay thì tiện đây em quay review cho anh em đối sản phẩm mẫu lân tiếng mới nhất của sản phẩm DB Autic, mã hiệu DB Autic, mã hiệu DAC5S. Đây là sản phẩm lân đời mới phiên bản 2022 phụ bác anh em. Có tích hợp cổng quang, có tích hợp Bluetooth và thiết hợp 4 hệ thống đèn nháy với các chế độ chuyển đổi đằng trước đây bác nhìn thấy này. Input C1, C2, input OTP, input PT bác nhá, bác ấn đằng giữa này. Chuyển đổi cực kỳ tiện lợi bác nhá. Đấy, bác thấy. Đây là phiên bản nâng cấp của phiên bản trước đó của dòng DB Autic EX300. Phiên đời mới nhất. Như và cũng báo cáo các bác thì cái giá thành, cái điều quan trọng giá thành cũng cực kỳ hợp lý cho bác, bao mức giá tốt nhất thị trường cho anh em. Và điều đó thể hiện bằng số lượng em hàng về. Và rất nhiều đẩy không nhá. Đẩy xuất và có vài một số mẫu sản phẩm đẩy mới và loa mới em chưa review. Thì hôm nay bắt đầu từ hôm nay thì em sẽ cố gắng review cho anh em, cũng như là review về mẫu lân và mẫu đẩy đây. Hôm nay review cho anh em hai mẫu cho các bác. Vì bác biết thì Tết rồi, hàng về ồ ạt liên tục nên là cái thời gian review sản phẩm nó thấp hơn. Thì mình đi lắp đặt suốt thôi các bạn. Và nói đến đơn vị Hiếu Minh Auto là đơn vị có thể bán đa dạng các mẫu sản phẩm nhất trên thị trường. Đấy, một đơn vị bán lẻ vẫn đa dạng và bán buôn đa dạng các mã sản phẩm cho anh em. Thì đối với sản phẩm lân này thì sẽ thuận tiện cho các bác là gì? Là các bác sử dụng vang số, cần tiếng nhạc nó hay hơn, bay hơn thì bác cứ đấu trước vang số. Vì nó có tích hợp Bluetooth và cổng quang cực kỳ tiện lợi đấy bác nhá. Còn đối vang cơ cũng vậy, cũng cực kỳ tiện lợi cho bác. Và điều quan trọng đây là sản phẩm chính hãng và với giá thành cực kỳ hợp lý bác nhá. Giá rất là tốt cho anh em luôn. Đây bác nhìn này. Mỗi thùng này 5 chiếc bác nhá. Em nhập là không phải nhập 5-10 chiếc đâu các bác ạ. Đấy bác cứ nhìn này. Đấy. Em nhập về mỗi lần là 5-70 chiếc các bác nhá. 5-70 chiếc một mã, đây là hãng còn hết hàng ấy. Chứ không cái lân này em nhập 100 chiếc một. Thì tại hai cơ sở bên Hiếu Minh, cơ sở 1 là 364 Quang Trung ở Đông Hà Nội. Cơ sở 2 là 48B Cư Xá Ba Điểm, Quốc lộ 22, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Là luôn sẵn hàng các sản phẩm của DB Autic hay những sản phẩm của PS, sản phẩm TD, sản phẩm của Anni, sản phẩm của AP phụ bác anh em. Và các bác có liên hệ em qua chỗ là đây. Đối sản phẩm lân này thì giao hàng tận nơi, nhận hàng, thanh toán các nhá. Chật quá các bạn không phông bạt được. Anh Dũng đợt lấy cho em đẩy cái ra nhất cho em. Thì tiện đây em review cho các bác là một mẫu đẩy, đó là mẫu đẩy DBB2005. Đây là mẫu đẩy có thể nói là ưu việt phiên bản 2022, đó là nó gọn, nó nghĩa là cái bề sâu nó lông, sử dụng mạch class H, tiếng sạch, công suất 500W một kênh, có thể đánh được một cặp 30 một cờ và hoặc là đánh được hai cặp bắt 25 các nhá. Đây, cực kỳ gọn, đây là phiên bản 2022 và giá cũng rất là yêu thương, hơn 4 triệu đồng một tí thôi. Có thử cho mình con đẩy 500W cây chính hãng bảo hành 25 các bác nhá. Tất cả những sản phẩm của DB Autic bên em bảo hành 25. Đây rách bên kia nữa, ông rách rồi. Ghim rồi, có ghim nhưng mà cắt ra bung ghim. Bình tĩnh, để em quay rạch ghim luôn cho bác nhé. Và nói sản phẩm của DB thì em cũng đánh giá rất là cao về đa số đạt khoảng 90% các sản phẩm của DB, tại vì là về cái độ bền ấy, bền bỉ, chất lượng khá là tốt và độ bền bỉ nó cao. Chính vậy mới chính sách bảo hành bên Hiếu Minh là 2 năm là như vậy đúng nhá. Nó sẽ chính sách dài hơn so với các hãng khác. Đây bên trong thì bên này thì bọc xốp đến hai lớp xốp này. Còn với một lớp hộp này. Đây là quyển sách này. Con này có mã hợp quy thôi nhá. Đây sản phẩm chính hãng, chính sở hãng nhập khẩu. Các mua sản phẩm của DB mà yêu cầu hóa đơn đỏ có hết không nhá. Đây, mã lô của nó này. Có hóa đơn đỏ, mã hợp quy đầy đủ các bác nhá. Rồi anh bỏ lên trên. Một tay nhấc luôn thấy chưa các bác thấy. Cực kỳ gọn và thiết kế mặt màu đen này em thấy nó rất là sang trọng, sang chảnh. Thì đối với dòng phiên bản đẩy
DB2005 này sẽ đáp ứng các bác về thứ nhất giá thành, thứ hai về tiếng nó hay, vì sử dụng máy cân hát tiếng rất là hay, tiếng sạch sẽ trong trẻo. À, thứ ba về mẫu mã cũng rất là đẹp, về mẫu mã là nó trước là mặt màu đen cũng nhé. Bác nhìn tựa giống như con D2005 ấy. Nhưng cái điều quan trọng là nó gọn hơn. Con này, gọn hơn. Bác nhìn găng tay của em này, một găng này. Một găng giữa là 22 cộng với 15 là bao nhiêu anh? Con này nó sổ hơn 30 phân thôi. Hơn 30 phân cũng nhá. Hơn 30 phân, nó bao cũng 35 phân. 35 36 37 phân rồi, tính hết cả tai nhá, nó tầm độ 36 37 phân rồi. Rất là gọn luôn. Thiết kế một nguồn xuyến này, mạch cửa hát đây, thanh tản nhiệt này, anh xoay em về hậu đít này. Thì những con đẩy hai kênh này thường em ghép với những bộ dàn ở phân khúc tầm trung, mà các bác ghép xúc điện nhá, hoặc các bác đánh không cần đánh xúc điện không, hoặc các bác không chơi xúc thì em ghép bộ dàn tầm trung là rất hợp lý cho bác chơi, mà được sản phẩm chính hãng, chính ngạch nhập khẩu, dùng hai quạt gió tản nhiệt. Đối dòng này mạch cửa hát này thì nó chạy nó êm hơn so với mạch cửa AB nhá, nó êm hơn, nó không bị ồn đó, và nó cũng mát máy hơn. Thì ở phân khúc 500W thì đối với dòng này sẽ cải biến hơn so với những dòng khác từ trước đến nay, đó là nó sử dụng là có thêm hai đường link các bác nhá, thêm hai đường link này. Còn những sản phẩm trước đây thì các bác dùng ấy thì nó sẽ không có đường link. Nếu bác để ý nó sẽ không có đường link, nó chỉ tín hiệu vào thôi. Thì đường này nữa là một cái đặc điểm nữa là trước đây các bác dùng ấy thì nó không có, nó chỉ có jack lưu trích ra thôi. Thì đây là nó cải biến thêm là có thêm jack kẹp bác nhá. Và cái thứ ba nữa là có tính thêm chống chập trên loa, làm cái cực kỳ hợp lý cho bác với tất cả sản phẩm của DB là có tính năng chống chập dây loa, đấy có lý cho em. Và nguồn gốc xuất xứ đối dòng đẩy này thì nó là theo công nghệ và linh kiện, nó là công linh kiện của Nhật, Hàn hoặc Mỹ, nhưng sản xuất là sản xuất tại China các nhá. Xuất xứ China, thì không có gì thì sản phẩm có thể là một đứa con tinh thần của hãng và một đứa con tinh thần tại đơn vị của mình phục vụ Tết này cho các bác cũng nghe. Nó gọn, nó đáp ứng tiêu chí gọn, khỏe và giá nó rẻ, bình dân ở phân khúc bình dân, dân và đánh giá rất là cao, đầy đủ tính năng từ các hậu kẹp này, từ tín hiệu vào, đường linh ra này, và chưa quan trọng nó gọn này, và cái thứ hai nữa, ba nữa là nó chạy nó mát máy hơn và nó êm hơn, nó không bị ồn. Và ngoài ra nữa thì có rất nhiều sản phẩm khác như súp này, súp thì kia bên trong em vẫn còn kia, và súp về thêm này, cộng với là các mẫu đẩy mới là B2008 nữa, cùng là mẫu đẩy B này thì có thêm 2008 nữa nhé, dòng 800W kênh và dòng ba kênh nữa nhé, dòng ba kênh nữa. Và nói đến đẩy bên Hồ Chí Minh là bạt ngàn các mẫu đẩy trên thị trường em đều có sẵn cho anh em, và đó là có sẵn tại cửa hàng chứ không phải là nói bằng mồm. Và báo cáo các bác nữa thì nói đến mẫu lưng này thì hàng về thì so với các hãng khác thì đây là mẫu lưng rồi, đánh giá rất là cao, và cái điều quan trọng nữa là tầm tiền so với các hãng khác là giá nó êm hơn và đều tính năng. Thì cha đi kèm với đây cái dâu ở đây nhá, các bác để ý này, các bác để ý cho em nhé, là nó sẽ bên trong đây nó quyển sách nhá, kè xốp rất là cẩn thận, ba đầu xốp nhá, hai xốp đầu với một kè ở giữa này, bên trong có dầu băng ten này, DB Acoustic máy hiệu DAC5S, sản phẩm chính hãng chính ngạch. Và đấy là một clip em review thứ nhất thông báo hàng về cho các bác anh em. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em, sắp Tết rồi, chỉ cách bây giờ chỉ còn gần một tháng nữa thôi, là chỉ chuyển hàng được đâu đó được chưa đến một tháng nữa đâu các bạn, chuyển hàng được đâu đó 3 tuần nữa thôi. Các bác có nhu cầu mua sắm hoặc nâng cấp cho mình những sản phẩm chất lượng thì nhanh tay liên hệ em qua số điện thoại đây, để em có ship code CD tận nhà cho bác nhé. Những đồ sản phẩm nhẹ em gửi hàng tận nơi thanh toán, còn những bác đồ nặng thì bác có thể đặt như đẩy hay là loa hay súp thì đặt cọc em trước một vài đồng thôi đấy. Hoặc là đến cơ sở bên em là cơ sở 1364 Quang Trung Hà Đông Nội, cơ sở 248B cư xá Bà Điểm quốc lộ 2 Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, cùng chiều với bến xe An Sương, cách bến xe An Sương 500m nhé, cùng mặt luôn các bác nhé. Đấy, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.